Sợ đến muộn, không còn cơ hội. Từ chiều tối ngày 24 tháng 2, hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội đã xếp hàng chờ tới nửa đêm để mua hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1. Dù theo thông báo, ngày 25 tháng 2, trường Marie Curie mới phát hành hồ sơ. Từ 20 giờ ngày 24 tháng 2, số phụ huynh có mặt đã hơn 200, nhiệt độ ngoài trời khoảng 18 độ C, gió nhẹ. Trường đã mở cổng để những người này vào bên trong tránh rét và phổ biến nội quy trước khi mở bán hồ sơ. Trường Marie Curie sau đó đã chấp nhận căn cứ theo thứ tự trên bảng tự đăng ký của phụ huynh để bán hồ sơ. Ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, đến 22 giờ 30, số người đăng ký trên danh sách tự phát đã đủ 360 và không lường trước phụ huynh đến đông và sớm như vậy. Tại cơ sở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, các phụ huynh cho biết nhà trường phát hồ sơ tuyển sinh lớp 1 với số lượng không nhiều nên phải tranh thủ. Trong thông báo, trường cũng không ghi rõ thời gian phát hành nên nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường từ sớm. Đây cũng là lần thứ hai diễn ra cảnh này ở trường Marie Curie. Năm ngoái, khoảng 30 phụ huynh đến trường vào lúc 0 giờ và được nhà trường bán hồ sơ sau đó 30 phút. Theo ông Nguyễn Xuân Khang, để phụ huynh ngồi chờ đến sáng thì số người đăng ký vẫn vậy. Do đó, sau khi tham khảo ý kiến, trường quyết định phát hồ sơ từ 23 giờ ngày 24 tháng 2. Ông cho biết trường không cho đăng ký online vì lo xảy ra tình trạng học sinh ảo. Việc xếp hàng xuyên đêm cho thấy phụ huynh thật lòng muốn con mình theo học. Tại thời điểm tiếp nhận, phụ huynh đã ngồi kín những chiếc bàn được bố trí dọc hai bên lối vào cổng trường để khai hồ sơ. Đến khoảng 1 giờ 40 ngày 25 tháng 2, hầu hết phụ huynh đã ra về. Trường Marie Curie cho biết tại cơ sở Kiến Hưng, quận Hà Đông cũng mở bán hồ sơ từ lúc 0 giờ. Sau 30 phút, đã có 50 hồ sơ được phát ra.